Vừa rồi mình đã tham gia một game jam trong vòng 15 ngày của Sky Mavis và đây là quá trình mình làm ra nó. Tổng kết đến ngày thứ 5 thì để làm một tựa game theo như quá trình của tôi thì nó sẽ như thế này. Đầu tiên, viết design đó của mình. Đơn giản thì đây chính là thiết kế game của chính bạn. Thứ hai, lên kế hoạch phát triển, cụ thể là tính năng nào sẽ được làm và lên deadline cho từng tính năng đó. Thứ ba, đơn giản là phát triển sản phẩm thôi. Và trong 5 ngày đầu, tựa game Super Real đã cơ bản có những tính năng sau. Đầu tiên, đó là bản đồ thế giới. Thứ hai, là hệ thống pinball di chuyển và tấn công. Thứ ba, đó là một xíu UI và làm đẹp. Ôi, giờ nhìn lại thì thấy ít rồi đấy. Và tiếp theo là hành trình còn lại của Game Jam. Cập nhật ngày 23 tháng 10, ngày thứ 7 của Game Jam, tôi làm thêm một vài kỹ năng cho nhân vật. Và thực ra là tôi cũng không nhớ rõ lắm là tôi làm cái gì mà hết buổi sáng, nhưng mà đây là một vài kỹ năng mà tôi đã làm ha. Đầu tiên thì chúng ta có thể bắn flashball này. Đấy. Đây tôi sẽ cho mọi người xem. À chà, lát lần nó hơi lắc, tôi sẽ lát lại lần hai. Đấy. Đây là kỹ năng đầu tiên tôi làm buổi sáng này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một vài cái đây thì đa số là tôi sửa lỗi nhiều, thật ra không phải lỗi đâu mà đa số là tôi cải tiến cái game cho nó mượt hơn thôi. Và để được kỹ năng thứ hai này, tôi thì tôi khá thích kỹ năng này, thật ra rất thích nhé. Và làm cũng khá cực nữa đó. Ok, mô tả đơn giản là nó sẽ tấn công và spin vòng vòng. Thì đây là một kỹ năng rất là mạnh nên là chỉ có những con axi nào mạnh thì mới có kỹ năng này nhé. Rồi, thì đó là cập nhật chiều ngày 23 tháng 10 và xin chào mọi người. Và đó là tôi ngày thứ 7, còn 8 ngày nữa. Ngày thứ 8 thì tôi đi chơi nên là tôi cũng chả nhớ là tôi làm cái gì. Và bước sang ngày thứ 9 thì đây là cập nhật của ngày thứ 9. Xin chào mọi người, hiện tại thì khá là vui tại vì tôi vừa mới làm xong một cái chức năng khá là lớn và tôi cũng đã hoàn thành một cái cảnh lớn trong game, đó là cảnh chiến đấu. Thì về phần, bây giờ tôi sẽ chạy thử game cho mọi người xem. Về phần chính thì trong ngày hôm nay tôi đã làm xong cái thuật ngữ chuyên môn thì nó gọi là bootstrap. Thì như mọi người thấy là ở đây hiện tại về mô tả đơn giản thì nó sẽ là tự tạo ra cái bản đồ giống như thế này và tự tạo ra những con quái và những con quái và AC cho chúng ta chơi. Thì bây giờ thì cái này là mẫu thôi, thật ra là nó sẽ có một kỹ năng chính và một kỹ năng phụ, và nhưng mà tôi để mẫu nên tôi để sẵn hai cái luôn. Thì rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ tôi sẽ chơi thử cho mọi người xem một cái cảnh chiến đấu hoàn thiện nó sẽ trông như thế nào. Thì thực ra hiện tại tôi vẫn chưa cân bằng game cho nên là game nó sẽ mô tả đơn giản thì game nó sẽ giống như là bạn chơi cỡ nào thì nó cũng thua thôi, nên là tôi sẽ chơi thử trước nhé. Này, thật ra mình không thể một con axi gì mà giết hết được cả đám này được, cho nên là nó sẽ hơi khó khăn một xíu. Thì mỗi một lượt chơi thì con axi này có di chuyển được có một lượt thôi. Và thực ra là khi mà có nhiều con có nhiều axi thì chúng ta sẽ có kỹ năng bị động, và kỹ năng bị động này thực ra nó mạnh hơn chủ động nhé. Có nghĩa là khi mà một team axi có khoảng 3-2-3 từ hai con trở lên mà một con nó gây sát thương ấy, thì con còn lại, những con còn lại nó cũng sẽ gây sát thương luôn. Thì tôi sẽ quay cái cảnh đó sau khi mà, có nghĩa là chắc là sau ngày hôm nay tôi hoàn thành nốt những phần còn lại của tựa game. Tôi không biết là có kịp hay không nữa. Tình hình khá lạc quan nhỉ, nhưng mà không kịp đâu. Và đây là tối hôm đó. Chào mọi người, bây giờ là 12:30 đêm. Tôi sẽ quay nhanh để đi ngủ sớm, để ngày mai tôi đi bệnh viện khám răng. Và ok, tổng kết ngày hôm nay thì nguyên buổi tối ngày hôm nay thì tôi có thiết kế về cái map. Đây, mọi người, thiết kế map. Thực ra là tôi đã làm xong hết những phần về chiến đấu, combat, chuyển cảnh, tất cả các thứ, main menu nữa. Thì hiện tại chỉ còn mỗi cái map này thôi, và thực ra nó còn rất là nhiều việc. Đây tôi sẽ cho mọi người xem cái list. Sẽ còn rất nhiều chức năng để đem vào, nhưng mà mấy cái này là xong hết rồi. Và ok, cái này cũng xong rồi nè. Và vẫn còn mời đây một đống thứ chưa làm, và tôi còn một ngày nữa. Cho nên tôi còn một ngày, và một ngày cuối là để debug, theo dự kiến, theo kế hoạch là để debug và tổng kết, cũng như là chơi thử coi xem nó như thế nào. Và tôi còn đúng một ngày và còn rất nhiều chức năng, không biết là có kịp không thì tôi đang cố gắng. Như mọi người thấy là bây giờ đang là 12:30 đêm. Và ngày hôm nay thì tôi thiết kế cái map này, cũng như là 6 cái màn Trong tôi đã thiết kế sẵn là có 6 màn, thì 6 màn này nó trông như thế nào thì mọi người chơi game thử sẽ biết nha. Ok, và đó là devlog ngày hôm nay, ngày 25 à 25, tính nói là 25 tháng 10 nhưng mà thực ra nó qua 26 tháng 10 rồi. Rồi ok, thì đó là devlog ngày cuối ngày 25 tháng 10 và đầu ngày 26 tháng 10. Và chào mọi người. Còn 5 ngày nữa và thêm một ngày trầm cảm đối với tôi, khi mà những thứ chưa làm thì nó dồn ra đằng trước và những thứ làm rồi thì nó lại bị lỗi. Và đây là tổng kết của ngày thứ 10 với trong tình trạng hấp hối. Hiện tại đang là 0:17 tối ngày 26 tháng 10 và đầu ngày 27 tháng 10. Mình chuẩn bị kết thúc ngày hôm nay, kết thúc ngày hôm qua. Và ok, bây giờ mình sẽ quay lại những cái gì mình rất là lười, tới hiện tại rất là lười rồi. Và còn 3 ngày nữa để nộp bài Game Jam. Thực ra là 2 ngày. Tới ngày 29 thì hiện tại mình đang gấp rút làm những phần còn lại và mình cũng không biết là mình đang làm cái chức năng nào nữa. Cho nên là bây giờ mình sẽ quay lại những cái gì mà mình đã làm. Mình nghĩ là mình làm trong hôm nay thôi. Thứ nhất là mình làm một cái UI về ôi rồi xong rồi. Không ổn rồi mọi người ơi. Tại sao cái UI nó không nhận nhỉ? Thôi bỏ qua phần UI khỏi, mọi người sẽ xem sau khi mà chơi tự game ha. Thì hiện hôm nay thì mình làm cái đây, con nhân vật nó sẽ di chuyển vòng vòng như thế này. Nó sẽ dựa theo cái đường đi tốt nhất để nó di chuyển. Thì nói chung là làm tìm đường pathfinding đấy, nó không có cái gì mơ hồ hết. Mình làm khoảng 1-2 tiếng gì mình không nhớ rõ lắm. Thực ra là không phải không tốn nhiều thời gian tới vậy, nhưng mà mình muốn làm cho nó màu mè, hoa lá hẹ các thứ, đường các thứ, rồi tốc độ di chuyển nữa, cho nên là nó khá là lâu và mất 1-2 tiếng gì đấy. Mình có làm cái UI của ấy nhưng mà thôi mình cũng lười quay quá. Xin lỗi lỗi mình mọi người, và mọi người chơi tự game này mọi người cũng sẽ thấy cái UI đó thôi. Ok, thì đó là devlog ngày 27 tháng sáng ngày 27 tháng 10 và bây giờ mình sẽ đi ngủ và chào tạm biệt mọi người. Tới đây thì mình đã hoàn thành 2 trong 4 bước để hoàn thành một tựa game, đó là pre-production và production. Thực ra thì đây là một cái game jam ngắn ngày, 15 ngày, nó không phải là quá nhiều. Thì bước pre-production là bước mà thiết kế tựa game thì mình hoàn thành rất là nhanh, trong đó một ngày thôi. Đâu đó là mình thiết kế tên tựa game và cách chơi cũng như là luật chơi như thế nào. Tiếp theo thì hiện tại luôn thì mình đang ở trong bước đó là production, là bước hoàn thành tựa game. Thì hiện tại tới ngày thứ 10 thì mình đã hoàn thành cơ bản tất cả những cái tính năng mà mình mong muốn, bao gồm cái chiến đấu, cảnh chiến đấu, cái thứ hai là cảnh bên ngoài bản đồ thế giới. Và sau đó thì mình bước vào giai đoạn thường rất là đau thương với một lập trình viên, đó là post production, hay còn gọi là bước kiểm kê và sửa lỗi. Thì trong bước này thì đơn giản là mình ngồi chơi game suốt cả ngày và xem nó có vấn đề gì thì mình sẽ cải tiến thêm, cũng như là cho tựa game nó hay thêm. Và một cái rất là quan trọng với lập trình viên đó là ngồi sẽ thường sẽ là tìm lỗi và sửa lỗi. Chào mọi người, đây là lần thứ 79 trong ngày hôm nay tôi chơi lại cái game này và tôi chơi nó muốn chán rồi mọi người à. Đây, cho mọi người xem cái game tôi chơi thực sự rất chán rồi. Và có nghĩa là trong ngày hôm nay tôi đã chơi lại cái game này rất nhiều lần để có thể đưa ra một cái game tốt nhất cho mọi người. Và đây là cái devlog ngày hôm nay. Thật ra hôm nay tôi chỉ chơi game thôi nên là tôi cũng không biết là tôi sẽ quay cái gì. Đây, cho mọi người xem một vài phần nhỏ nhỏ như thế này. Đó, thì cơ chế chiến đấu của nó sẽ như thế này. Và trong ngày hôm nay tôi đã chơi cái game này 79 lần. Nói đùa thôi, nhưng mà ý là rất nhiều lần tôi chơi đi chơi lại rồi. Và cứ mỗi lần chơi thì tôi phải điều chỉnh một vài thứ gì đó để nó, thực ra tôi cũng không biết nó có hay không nhưng mà tôi cảm thấy phù hợp và phải điều chỉnh rất nhiều lần. Và bây giờ là khoảng 11:40 PM, 11:40 buổi tối và tôi chơi từ khoảng 7 giờ sáng tới bây giờ. Tôi chỉ ngồi chơi game thôi. Ok, thì đó là chính là cái devlog ngày hôm nay. Thực ra tôi cũng không tôi chỉ muốn quay lại cho mọi người, chia sẻ với mọi người là trong ngày cuối cùng của game jam này thì tôi chỉ chơi game và tôi chỉnh sửa cái game thôi. Tôi không có làm code hay làm lập trình một cái gì hết. Thì ok, đó là devlog và quá trình cái hành trình cuối cùng trong cái quá trình làm game của cuộc thi Game Jam, cũng như là quá trình của một tựa game hoàn thành nó sẽ như thế nào. Bạn chờ đã, tôi vẫn chưa hoàn thành tựa game mà. Thì bước cuối cùng của một tựa game không phải là bước post production, mà nó chỉ là bước đệm để bạn hoàn thành cái bước cuối cùng mà thôi. Thì trong ngày cuối cùng của tựa game, tôi đã hoàn thành bước cuối cùng của một vòng đời, một sản phẩm. Đó là bước public và operation. Về cơ bản thì tôi chỉ đơn giản là đóng gói nó lại và đưa cho ban tổ chức Game Jam mà thôi. Nhưng trên thực tế thì bạn sẽ làm nhiều công việc hơn. Ví dụ như là bạn đóng gói, đưa lên Steam, đưa lên Google Play, và cũng có thể là bảo trì và phát triển sản phẩm tiếp theo, cập nhật tiếp theo nếu như bạn muốn. Tôi đã dành ngày cuối cùng để hoàn thành cái bước đó là public và operation, và đây là cái devlog cuối cùng trong cái Game Jam của kỳ này. Và ok, và nó cũng là kết thúc cho video của tôi ngày hôm nay. Và xin chào mọi người, bây giờ là ngày 29 tháng 10, là ngày cuối cùng của Game Jam, và Sky Mavis sẽ đóng đơn vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay. Hôm qua thì tôi phải chơi tới gần 2-3 giờ sáng, có nghĩa là chơi đi chơi lại tựa game của mình và cải tiến từng chút một, cũng như là làm trailer, làm thumbnail và logo, tất cả mọi thứ, và nó mất rất là nhiều thời gian và tôi phải thức tới gần 3 giờ sáng. Và hôm nay thì lần đầu tiên trong vòng 10 ngày hôm nay thì tôi có một bữa sáng trọn vẹn, bao gồm một tô trái cây tô. Ok, thì hôm nay tôi sẽ mình đã xong hết game rồi, tôi cũng đã nộp game rồi, vậy bây giờ thì chờ cho tới kết quả thôi. Và có thể là cái devlog tôi sẽ đăng vào khoảng từ lúc bây giờ cho tới khi mà chờ ra kết quả, hoặc là sau khi có kết quả thì tôi sẽ đăng cái devlog này. Và rất là may, ok, tuyệt vời, chúng ta đã hoàn thành một tựa game tôi nghĩ là rất là hay, khá là thú vị. Cho dù thời gian chơi nó không quá dài, tại vì tôi cũng vẫn chưa cân bằng game theo như cái thời lượng mà tôi mong muốn, nhưng chúng ta đã hoàn thành một tựa game, cũng như là xuyên suốt cái chặng đường hoàn thành tựa game đó thì tôi cũng đã quay lại cái devlog để có thể giới thiệu với mọi người là khi mà làm một tựa game thì nó sẽ trông như thế nào. Và ngày hôm nay thì mình đã làm xong game rồi, cho nên là sau khi mà tôi ăn xong cái bữa sáng trọn vẹn sau gần 10 ngày này thì tôi sẽ chơi game. Hôm qua đã chơi game của mình cả 100 lần rồi và tôi cũng rất là ngán ngấy rồi. Bây giờ tôi sẽ chơi game của người khác và dạo vòng xem là bên Sky Mavis, nói chung là những game jammer khác thì họ làm game như thế nào, và nếu được thì tôi cũng sẽ xin chơi game. Ok, và đó là cái devlog ngày hôm nay, ngày 29 tháng 10. Ôi chết, tóc tôi nó có vẻ hơi bùi nhùi nha. Ok, thì bây giờ thì tôi sẽ đi chơi game của người khác. Và xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi cuối tuần vui vẻ, và tuần sau nữa nhé, tuần sau cũng vui vẻ luôn. Và nói chung là lúc nào chúng ta cũng vui vẻ. Và ok, xin chào mọi người và cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video này. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều hơn nữa đó, mọi người có thể like và subscribe cho cái video của tôi. Và đây là cái video cuối cùng của devlog Game Jam từ ngày 15 tới ngày 29 tháng 10 của tựa game Super Real. Ok, và ok, xin chào mọi người, và hy vọng là tựa game nó sẽ đạt 8.000 đô và tôi cũng sẽ có một cái video để làm sao để kiếm 8.000 đô trong vòng 15 ngày. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc ở đây.